phụ hàng hạ. Tác giả Đinh Mặc. Tập 5. Cô quát: Mạnh Cương, anh buông ra. Anh lại giữ chặt miệng cô. Anh thực sự là sai. Trong ánh mắt âm trầm nặng nề. Còn chống cự ư? Có tin hôm nay tôi sẽ giải quyết em ở trong này không? Trong nháy mắt, đầu óc cô trống rỗng, có sự sợ hãi xa lạ, giống như thủy triều lạnh lẽo dâng khắp toàn thân. Thấy cô không còn dãy dụa, Mạnh Cương cúi đầu, càng thêm tùy ý hôn môi. Đầu ngón tay cô khẽ run, cô cúi đầu cắn cánh tay anh ta. Ngụm cắn này rất độc ác, răng nanh hàng hạ dính đầy máu. Mạnh Cương đau quá hô lên, tay buông cô ra nhưng vẫn đặt trên người cô. Máu cả người mọc hàng hạ dường như dồn hết lên đầu. Cô biết sức mình không thể chống lại anh ta, nhanh tay cầm lấy gạt tàn trên bàn, dùng hết sức đập vào ngực anh ta. Cú đập này khiến Mạnh Cương thực sự bị thương, đau đớn kêu lên ôm ngực tựa vào sofa. Hàng hạ lập tức đứng lên, liều lĩnh chạy ra cửa. Đứng lại! Phía sau truyền đến tiếng gào của Mạnh Cương. Cô làm sao chịu, nhanh chóng chạy ra ngoài. Ngoài cửa, sân rộng, ánh đèn vẫn như cũ. Có người đứng cách cửa phòng không xa gọi điện thoại. Mọi thứ đều rất yên bình. Nước mắt một hàng hạ không tiếng động rơi trên mặt, hốt hoảng trong lòng giận sôi gan. Ai ngờ lại đụng ngay vào người gọi điện thoại. Cô làm cái gì vậy? Tiếng nói âm trầm lạnh lùng vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Mạc Thần. Dưới ánh đèn hành lang, anh mặc âu phục đi giày da, khuôn mặt tuấn lãng, trên người cũng có mùi rượu phảng phất. Hiển nhiên là cũng tới nơi này xã giao. Nước mắt cô đột nhiên rơi ra, nhưng cô cố kìm nén, thấp giọng nói: Xin lỗi. Giật khỏi anh ta để đi, ai ngờ lúc này bên trong cánh cửa phía sau truyền đến tiếng của Mạnh Cương. Một hàng hạ. Cả người hàng hạ cứng đờ, nhanh chóng bước đi. Lâm Mạc Thần thấy cô như vậy, lập tức cầm lấy cánh tay cô. Bên trong là Mạnh Cương. Sắc mặt cô cố chấp, giơ tay lau nước mắt. Tôi không sao. Lâm Mạc Thần nhìn cô mấy giây, bỗng nhiên cởi áo vest ra, khoác lên người cô. Tôi đưa cô ra ngoài. Áo vest còn mang theo nhiệt độ cơ thể anh ta, bọc lấy người cô, cũng chắn không khí lạnh buổi đêm. Tay anh đặt trên vai cô, không buông ra, khẽ ôm cô đi ra ngoài. Nước mắt Mộc Hoàng Hạ lập tức rơi xuống, cô cúi đầu giấu nó đi. Tôi có chút chuyện phải đi trước, mọi người cứ tiếp tục uống đi, cứ như vậy nha. Lâm Mạc Thần cúp điện thoại, liếc mắt nhìn gương chiếu hậu. Hàng Hạ ngồi phía sau đã co rúm người lại, bọc chặt trong áo vest của anh. Cô tựa người vào góc xe, thấp giọng nói: Cảm ơn anh, Lâm Mạc Thần. Lâm Mạc Thần im lặng khởi động xe. Xe đi trên cầu vượt, toàn thành phố đã lên đèn. Lâm Mạc Thần mở cửa kính xe, gió từ từ thổi vào. Cô ngồi thẳng lên, lặng lẽ nhìn bên ngoài cửa sổ. Anh ta hỏi: Có muốn báo cảnh sát không? Không. Một lát sau cô tiếp: Anh ta vẫn chưa thực hiện được. Cô không phải là người ngu ngốc, tại sao lại không bảo vệ được mình? Là tôi quá ngây thơ. Trên đời nào có nhiều dẫn khí tốt như vậy. Về sau tôi sẽ bảo vệ mình thật tốt. Anh đừng nói nữa. Anh đừng nói nữa. Anh liếc nhìn cô, sau đó thực sự trên đường đi không nói nữa. Lâm Mạc Thần không nghĩ tới Mộc Hàng Hạ lại ở một nơi như vậy. Anh biết cô không giàu có, nhưng ít nhất cũng là xuất thân trong một gia đình khá giả. Nhà ngang quan tàn, đường đất, cỏ dại. Bẩn thỉu cũ kỹ sắp mục nát, không có đèn đường, cũng không có bất cứ bóng người nào. Nơi này còn cách nhà Mộc Hàng Hạ một đoạn, nhưng con đường cũng không bằng phẳng. Tôi xuống xe ở đây thôi, phía trước khó đi lắm. Lâm Mạc Thần liếc nhìn con đường tối om phía trước nói: Phía trước đi như thế nào? Tiếp tục đi thẳng à? Ừ. Con đường xốc nảy, đèn xe lung lay chạy tới dưới nhà cô. Anh ngừng xe, hai tay vẫn đặt trên vô lăng, nhìn cô từ kính chiếu hậu. Hàng Hà cởi áo vest cười nói: Cảm ơn anh, tôi lên nhà đây. Ừ. Chờ cô đi vào trong tòa nhà,
Lâm Mặc Thần ngẩng đầu nhìn tòa nhà có tầng có đèn, có tầng không, còn tiếng bước chân của cô trong đêm khuya tại xóm nghèo này vô cùng rõ ràng. Cô dừng ở tầng cao nhất. Anh nghe thấy tiếng cô lấy chìa khóa mở cửa, cuối cùng đóng cửa lại. Chờ tới ngọn đèn nhà cô được bật sáng, Lâm Mặc Thần mới từ từ lái xe rời đi. Chương 16. Mộc Hoàng Hà nằm sấp trên giường, không động đậy. Cảm giác kia giống như một mình đi trong băng tuyết ngập trời, gió lạnh thổi từ trong lòng lan tràn khắp toàn thân. Cô nghĩ đến ngày mai, trong lòng không còn chút hy vọng nào, giống như màn sương mờ mịt, cảm thấy bất an. Cô đứng lên, đi vào trong toilet sơ sài loang lổ, tắm rất lâu dưới làn nước ấm, cho đến khi cha xác toàn thân đỏ lên, cô mới đi ra. Vừa ngã xuống giường, cô lấy chăn bọc kín người, vô cùng mệt mỏi. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, lại là một ngày nắng gắt, mặt trời đã ẩn hiện phía chân trời. Hàng Hạ ngồi bên dưới siêu thị ăn sáng với Hà Tĩnh. Hà Tĩnh phát hiện hôm nay Hàng Hạ vô cùng im lặng. Cô ấy chầm chầm nhìn vào ánh mắt sưng húp của Hàng Hạ hỏi: "Cậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế?" Mộc Hàng Hạ cười: "Không có gì, dẫn lên núi đánh lão hổ như cũ thôi." Cô thoải mái như thường lại khiến Hà Tĩnh nghi ngờ. Hàng Hạ ăn hết mấy miếng đồ ăn hỏi: "Mấy giờ rồi?" Hà Tĩnh lấy di động ra: "6:50, cậu không mang di động à? Không biết hôm qua rơi ở chỗ nào rồi." Sáng sớm hôm nay, Hàng Hạ mới phát hiện không thấy di động đâu, gọi đến thì đã tắt máy, hoặc là hôm qua rơi lúc chạy đi, hoặc rơi trên xe Lâm Mặc Thần. Tuy Lâm Mặc Thần từng nhắn tin cho cô, nhưng cô không nhớ số của anh ta, đành phải chờ tìm cơ hội hỏi. "A Hạ, có chuyện gì cậu phải nói với tớ ngay, đừng kìm nén trong lòng." Trong văn phòng sáng ngờ bận rộn, người đến người đi, mọi chuyện vẫn như thường lệ. Hàng Hạ ngồi trước máy tính, cả ngày xử lý số liệu tiêu thụ lộn xộn, chả mấy chốc đã chạng vạng, quản lý phái cô đi đưa tài liệu cho Mạnh Cương. Hàng Hạ nói: "Quản lý, em vẫn còn chưa làm xong việc, có thể phái người khác đi không?" "Không thấy người khác đều đang bận sao? Cô tạm bỏ công việc xuống, mau đi đi." Cửa phòng làm việc của tổng giám đốc khép hờ, Tiểu Trần không có ở bên ngoài. Hàng Hà đứng yên một lát, mới gõ cửa. "Vào đi." Hàng Hà đẩy cửa vào, không nhìn anh ta, để tài liệu lên mặt bàn, giọng nói bình thản không dao động. "Mạnh tổng, đây là tài liệu." Cô có thể cảm giác được ánh mắt sáng rực của Mạnh Cương dừng trên người mình. Cô xoay người bước đi. "Chờ một chút." Cô dừng bước quay đầu nhìn anh ta. Anh vẫn là bộ dáng điềm tĩnh như thường lệ, ngồi ở phía sau bàn làm việc, ánh mắt sâu xa nhìn cô. Hàng Hạ đột nhiên vô cùng không muốn nhìn thấy đôi mắt của anh ta, nhưng anh lại lên tiếng. "Ngày hôm qua, xin lỗi." Cô im lặng, anh khẽ nói. "Tôi uống say, xin lỗi, Mộc Hàng Hạ." Trong lòng cô như có luồng khí đột nhiên bốc ra, vừa bất đắc dĩ, vừa không cam lòng. Cô biết anh ta uống say nên thất lễ. Cô biết anh là người hành xử ổn thỏa, tuyệt đối không say đến mức như vậy. Nhưng cô không thể cứ vậy mà lãng quên chuyện này. "Mạnh tổng, nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước." Mạnh Cương vẫn chăm chú nhìn cô. Gió thổi nhẹ mành rèm cửa sổ phía sau anh ta, ánh mặt trời thật tĩnh lặng. Anh ta nói: "Qua mấy ngày nữa, cô rời khỏi Nhạc Nhã đi. Tôi có một người bạn mở một cửa hàng khá tốt ở khu Minh Hán. Cô đã từng có kinh nghiệm làm nhân viên bán hàng, qua đó làm đãi ngộ cũng không hề thấp hơn so với hiện tại. Bên phía tài vụ cũng sẽ cho cô 3 tháng tiền lương." Tay Mộc Hàng Hạ từ từ nắm chặt. Cô bỗng nhiên cười, kiên cường đáp: "Vâng." Không còn gì để nói, cô xoay người đi ra cửa. Vào khoảnh khắc chuẩn bị rời đi, giọng nói bình thản của Mạnh Cương truyền đến: "Mộc Hàng Hạ, những lời tôi từng nói đều là thật lòng." Màn đêm buông xuống, Hàng Hạ nằm trên giường không thể ngủ được.
phẫn nộ, bi thương, ngỡ ngàng đang xen vào nhau, tạo thành một nỗi buồn đau nhất trong lòng, giống như một tảng đá chặn cô lại. Cô có hận Mạnh Cương không? Mấy năm nay, nếu không phải được anh ta quan tâm nhiều, không phải anh ta đề bạt, cô cũng không vào được bộ phận thị trường, không thể thoát khỏi tầng lớp nhân viên bán hàng. Cô không thể hận được. Tuy nhiên, cô có oán anh ta không ư? Có chứ. Tâm cơ của đàn ông che giấu dục vọng, khi muốn đạt được, khiến cho cô tin là thật, chìm đắm trong lòng tốt của anh ta. Hiện giờ, anh phải tự bảo vệ lấy mình, biết rõ không chiếm được cô, không chút lưu tình đá cô đi. Cưỡng hiếp chưa thành, có thể định nghĩa tội lỗi của Mạnh Cương như vậy. Người như anh ta tuyệt đối không cho phép mắc phải sai lầm nghiêm trọng như vậy, uy hiếp đến sự nghiệp và cuộc sống của anh ta. Vì vậy, khi cô còn chưa có hành động gì, anh ta đã tiên hạ thủ di cường, đuổi cô đi để tránh khỏi hậu họa. Đối với cô, khi anh ta bóp nát cơ hội đổi công việc của cô, anh ta không mảy may suy nghĩ một chút nào. Chẳng lẽ cô thực sự phải đến làm việc ở cửa hàng còn không bằng siêu thị Nhạt Nhã kia, quay lại làm nhân viên bán hàng, cả đời không xoay người được. Lâm Mặc Thần đi theo con đường đêm đó, tới nhà Mộc Hàn Hạ. Đúng vào lúc hoàng hôn buông xuống, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào trong xe, bên cạnh ghế phụ có để một chiếc điện thoại di động. Sau khi ngày đó đưa Mộc Hàn Hạ về, Lâm Mặc Thần mới phát hiện di động rơi ở ghế sau, hơn nữa hết pin rồi. Trùng hợp là sạc pin điện thoại của anh ta không thông dụng, nên anh để luôn trong xe không để ý nữa. Kết quả 3 ngày trôi qua, nhưng cô gái kia không hề tìm đến anh ta. Đèn đỏ, Lâm Mặc Thần dừng lại. Trước mặt người tới người đi còn có một số quán hàng rong ở gian đường. Anh chú ý tới một quầy bán anh đào. Từng quả nho nhỏ trơn bóng, màu đỏ vàng, không phải loại tốt nhất, nhưng chắc chắn rất chua. Qua ngã tư, Lâm Mặc Thần đổ xe ở bên đường, xuống xe mua một cân để vào ghế phụ. Nhanh chóng đến gần nhà cô, quán cơm nhỏ gian đường đầy người ngồi và xếp hàng. Lâm Mặc Thần lái xe chậm chậm qua. Bỗng nhiên, nhìn thấy ở phía trước quán nướng, Hàn Hạ áo phông trắng quần jean đang ngồi ăn đồ nướng, đối diện còn có một cô gái. Cách ánh đèn đường lờ mờ và tiếng người ồn ào, nụ cười của cô có vẻ thật yên tĩnh. Anh dừng xe, cầm di động và anh Đào đi về phía quán đồ nướng. Hà Tĩnh buồn rầu hỏi. À Hạ, cậu thực sự tính rời đi sao? Ừ, tới đã quyết đi rồi. Hàn Hạ đáp rõ ràng. Nhưng cậu có thể tìm được công việc gì đây? Tuy chuyện này rất tức giận, ức hiếp người, giống như cậu nói. Chúng ta không báo cảnh sát được, anh ta cũng không làm được gì, coi như là bị chó cắn đi. Nhưng dù sao cũng được cam đoan tiền lương đãi ngộ. Cậu đi cửa hàng Mạnh Cương tìm cho kia, thì có gì hại chứ? Tớ không đi. Hà Tĩnh cũng biết có khuyên cô nữa cũng vô dụng, thở dài. Lúc này lại nghe cô nói thêm. Nhưng tớ sẽ không chán nản rời đi như vậy đâu, tớ phải làm một việc nữa. Việc gì vậy? Hàn Hạ chỉ cười, ánh mắt trầm tĩnh mà trong trẻo. Tớ muốn cho mọi người biết tớ là người có tài, để cho bọn họ nhìn tớ bằng đôi mắt khác xưa. Cho dù Nhạt Nhã thay đổi nhanh chóng như thế nào, tớ cũng phải nắm chắc nghề nghiệp của chính mình. Trời đã tối, ở góc đường xe đến xe đi, biển người như thoi đưa. Lâm Mặc Thần đứng ở phía xa cách Mộc Hàn Hạ mấy bước, rành mạch nghe thấy cô bộc bạch tâm tư với bạn bè. Mấy ngày nay, tuy tớ chỉ sửa sang lại số liệu ở bộ phận thị trường, nhưng mỗi ngày tiếp xúc với con số, tớ cảm thấy phát hiện được một ít quy luật. Một số cơ hội của thị trường cung cầu, tớ không biết suy nghĩ của mình có đúng hay không, cũng nói chuyện với một số nhân viên cũ, nhưng bọn họ căn bản là không thèm để ý. Hiện tại, mỗi ngày Mạnh Cương đều họp bàn với nhân viên thảo luận các loại sách lược đối đầu với Vĩnh Chính, nhưng tớ cảm thấy bọn họ không nắm bắt được mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt là Lâm Mặc Thần dùng thực lực bản thân kéo trình độ tổng thể của Vĩnh Chính lên trên Nhạt Nhã. Chúng ta muốn lập tức san bằng là không có khả năng. Chúng ta cần có một cơ hội. Trước là phải lập tức ngăn cản tình hình của Vĩnh Chính tăng lên mới tìm kiếm được cơ hội xoay chuyển. Cơ hội này phải tập kích bất ngờ, cũng phải có đủ mánh khóe và lực hấp dẫn đối với khách hàng. Phải mở được một lỗ hổng trong dòng dây của Lâm Mặc Thần để cho tất cả khách hàng một lần nữa chú ý tới Nhạt Nhã. Cảm thấy Nhạt Nhã vẫn không hề tồi, trước tiên tạm thời hòa nhau đã.
sau này sẽ bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại, tớ có một ý tưởng mơ hồ, cụ thể làm như thế nào mới có thể khiến cho những người khác nghe theo ý kiến của tớ thì còn chưa nghĩ ra được, nhưng tớ nhất định phải thử xem. Mai tớ sẽ đi Hải Nam, có một người bạn của tớ ở đó. Hà Tĩnh yên lặng nghe câu hiểu câu không, nhưng bị Hằng Hà cuốn hút, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Một lát sau, cô vỗ nhẹ mu bàn tay Hằng Hà. Này, hình như người đàn ông mặc âu phục ở phía sau đang nhìn cậu đấy. Hằng Hà quay đầu ngẩn ra, nở nụ cười. Anh tới khi nào vậy? Vừa mới tới. Lâm Mặc Thần vừa đáp, vừa đi đến bên cạnh hai người. Hằng Hà đứng lên, Mặc Thần đưa điện thoại và anh đào cho cô. Hà Tĩnh ở bên cạnh chú ý tới chiếc chìa khóa xe Porsche trong tay Lâm Mặc Thần, âm thầm tặc lưỡi. Cảm ơn, tôi cũng tính mai đi tìm anh. Anh đào này... Cầm lấy, rửa đi. Vâng. Hằng Hà cho Hà Tĩnh một ánh mắt, rồi chạy đi tìm ông chủ. Biết được người đàn ông mặt lạnh mặc âu phục này chính là Lâm Mặc Thần, tiếng tâm lừng lẫy đứng ở phía sau mọi chuyện. Hà Tĩnh ngây người một lát, rồi xin đi về trước. Cô đưa anh đào đã lột vỏ vào miệng, hơi ngọt, vẫn còn chua, còn hơi chát. Cô nhìn Lâm Mặc Thần, trong ánh mắt anh ta dường như có ý cười. Cô hỏi, anh ăn không? Không. Hằng Hà nhìn mắt anh, rồi lại nhìn về phía đèn đường màu cam nói, nếu không đi dạo một lúc nhé. Khuôn mặt anh trong bóng đêm có chút mơ hồ, anh đáp, được. Hai người sóng vai đi một đoạn, trên mặt đất có hai chiếc bóng, một chiếc dài, một chiếc ngắn. Anh im lặng, Hằng Hà hơi hoảng hốt. Cô cảm thấy việc đời thật là kỳ quái. Anh ta là đối thủ một mất một còn của ông chủ công ty, là người khiến cho toàn bộ công ty cô nghiến răng nghiến lợi. Người khác đều nói anh ta không phải là người lương thiện, nhưng đêm đó anh ta lái xe đưa cô về nhà, hiện tại còn cho cô một túi anh đào. Nghĩ quá xa rồi. Hằng Hà ngẩng đầu, mỉm cười nhìn anh ta. Lâm Mặc Thần, chúng ta thế này có được coi là bạn bè không? Anh ta không đáp, hỏi lại. Cô muốn trở thành bạn của tôi? Này, tôi chỉ đưa ra câu hỏi, chứ không phải muốn. Mặc Thần chợt nở nụ cười. Làm bạn bè thì có thể. Trước tiên cô rời khỏi Nhạc Nhã đi. Hằng Hà bỏ anh đào vào trong miệng cắn, rồi im lặng. Mộc Hằng Hà xin công ty nghỉ mấy ngày. Chạng vạng hôm sau, đáp xe lửa đi Môn Khẩu. Thời tiết bên này nóng bức, Hằng Hà ướt đẫm mồ hôi đi trong đám người. Vừa ra ngoài ga đã thấy bạn học cũ Trương Ngọc Lỗi cao lớn, làn da ngăm đen, mày rậm mắt to, vẫy tay cười với cô. Cô nhanh chóng bước qua, miệng nở nụ cười. Trương Ngọc Lỗi nhiệt tình ôm cô. Lớp trưởng cũ, sao lại đến Hải Nam chơi thế này? Hằng Hà vỗ bờ vai cậu bạn. Đến thăm cậu không được sao? Được chứ. Cậu còn không được ấy chứ. Lên xe của tớ trước đã. Lâu ngày không gặp bạn học cũ, tâm tình Hằng Hà hơi kích động. Hai người lên xe vừa nói vừa cười. Khi rời khỏi nhà ga, ánh mắt Hằng Hà lướt qua cửa sổ, bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt. Hình như cô nhìn thấy một bóng dáng hơi quen thuộc. Nhưng ở Hải Nam, ngoài Trương Ngọc Lỗi, cô không quen bất cứ ai cả. Chắc là nhìn lầm rồi. Chương 17. Mộc Hằng Hà ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời chói chang đến mức cô không mở mắt nổi. Hơi nheo lại, nhìn thấy rừng dải trải dài trước mặt, lá xanh quả đỏ nặng trĩu cành. Cô khẽ nở nụ cười nghĩ, nếu thực sự thành công, vậy thì giống như nằm mơ giữa ban ngày rồi. Cảm giác của cô lúc này giống như đang khẽ bước trên dây cáp. Cô là một con bạc cô độc ở trong góc phòng, không người chú ý đánh cược tất cả. Trương Ngọc Lỗi nhớ rõ khi đó cô thường mặc váy trắng. Mái tóc buộc gọn gàng sau đầu, đứng với bạn học, cười tỏa nắng mà gian xảo. Hiện tại nụ cười của cô vẫn tỏa nắng như trước, nhưng trong mắt đã thay đổi rồi. Đó là một loại thay đổi yên tĩnh và mãnh liệt. Đào mật chiết giang, nấm hương hồ bắc, quả giải Hồ Nam,
quả nhiên là danh bất hư truyền. Đại Lỗi, cậu cho tớ biết sản lượng mấy cây dải ở vườn sau nhà cậu vào cuối tuần đi. Tớ còn muốn biết cả sản lượng vườn dải của mấy nhà khác nữa. Trương Ngọc Lỗi nghe thấy kinh hãi. Trước đó cậu ta chỉ biết Hàn Hạ là một nhân viên bán hàng nho nhỏ trong siêu thị. Cậu lấy à? Cậu muốn làm gì? Cậu làm gì có tiền? Sao? Coi thường tớ hả? Chẳng lẽ tớ không thể bàn chuyện làm ăn với cậu? Là thế này, hiện tại tớ không còn là nhân viên bán hàng nữa, mà ở bộ phận thị trường. Nếu cậu có thể cho tớ cơ hội này, trở về tớ sẽ bàn bạc với lãnh đạo, trực tiếp đến nơi này mua giải của cậu. Trương Ngọc Lỗi suy nghĩ, không lập tức lên tiếng. Tuy nói hiện tại cha cậu ta quản lý vườn giải, nhưng cậu ta cơ bản cũng tiếp nhận một số chuyện lớn nhỏ. Chỉ cần giá cả không thành vấn đề, cậu ta có thể quyết định được. Hơn nữa, trong lòng cậu còn hy vọng có thể bớt một chút giá cả cho Mộc Hàn Hạ. Tuy nói yêu cầu Hàn Hạ hơi đột nhiên, nhưng cậu ta tin tưởng cô làm việc. Vì thế, cậu gật đầu. Được, nhưng phải nhanh một chút. Cậu biết đấy, thị trường giải Hải Nam rất lớn, hiện tại lại được mùa, mỗi ngày giá cả đều không giống nhau. Hiện tại, tớ không có cách nào cho cậu giá cả chuẩn xác, chỉ có thể cho cậu một ít chiết khấu so với giá cả hiện tại. Cô cảm kích nhìn cậu ta. Tớ biết, cảm ơn cậu. Cô đương nhiên biết giá cả ở nơi trồng giải như Hải Nam thay đổi trong nháy mắt. Đây là nguyên nhân lần này cô đến Hải Nam. Hai người đi qua mấy cây giải, chân dẫm lên bùn đất đã bị mặt trời hong khô. Trương Ngọc Lỗi nghe Hàn Hạ từ từ nói toàn bộ kế hoạch lần này của cô. Khi tớ làm trợ lý ở bộ phận thị trường, mỗi ngày đều tiếp xúc với con số, rất nhiều con số liệu tiêu thụ thị trường, số lượng cung quá thị trường, số liệu sản lượng dựa theo số nhà cung ứng, tớ từ từ phát hiện một quy luật. Cậu biết không, rất nhiều mùa, hàng hóa ở khu vực đó được mùa, nhưng siêu thị tớ lại không trực tiếp mua ở nơi trồng, ví dụ như cây dải, còn có những loại hoa quả khác, còn có gạo. Nếu mỗi loại hàng hóa đều phải phái người phụ trách đi đến vùng khác mua, vậy thì phải phái bao nhiêu người ra ngoài đây? Điều này là không thể. Vì vậy, lấy ví dụ với cây dải, chúng tớ mua từ nhà cung ứng ở thành phố Giang, mà nhà cung ứng đó lại mua từ chỗ Hải Nam các cậu. Qua trung gian thì giá cả đã chênh lệch rồi. Trương Ngọc Lỗi gật đầu. Đúng vậy, hiện tại cậu muốn trực tiếp mua thì sẽ phải tự mình gánh vác phí trung gian như vận chuyển nè, nhân công. Cậu không được lợi tí nào thì tại sao lại làm chứ? Hàn Hạ cười nói. Ai nói không được lợi tí nào? Mỗi ngày tớ nhìn chằm chằm đống số liệu này, tớ phát hiện trung gian có vấn đề. Cầm cái này đi thương lượng với đồng nghiệp đã làm lâu năm, nhưng bọn họ căn bản là không thèm để ý, còn cảm thấy tớ tự mua việc vào người. Nhưng tớ càng nghĩ, càng cảm thấy mình nghĩ đúng. Trên thị trường cung cầu ẩn giấu một cơ hội. Cơ hội gì? Theo tình hình chung, chúng tớ mua trực tiếp cũng không lãi được bao nhiêu, đúng không? Bởi vì những nhà cung ứng trung gian vốn cũng không kiếm được là bao. Đây là quy luật giá cả thị trường tự động điều tiết. Tuy nhiên, tớ nghiên cứu 5 năm gần đây, mùa này cũng chính là 20 ngày qua, giá cả giải ở Hải Nam thay đổi theo ngày, còn cả biểu đồ giá cả nhà cung ứng cho chúng tớ. Tớ phát hiện ra một quy luật. Cậu nói, giá cả ở nơi này mỗi ngày đều thay đổi. Khi sản lượng đạt tới đỉnh điểm, giá cả cũng sẽ dần dần giảm xuống. Càng về sau, giá cả càng thấp hơn, đúng không? Biểu đồ giá cả nhà cung ứng cho chúng tớ cũng có xu thế như vậy. Nhưng bởi vì các nhà cung ứng trung gian gian thao lẫn lộn, lại cách khu vực, thị trường các nhà cung ứng không tuân theo quy tắc như vậy. Khi nhận được tin tức, tốc độ điều tiết giá cả của bọn họ không đồng thời với bên cậu, phải chậm ít nhất là từ 3 đến 5 ngày. Trương Ngọc Lỗi nghe được trong lòng chấn động, cậu ta dường như đã hiểu được cơ hội mà Mộc Hàn Hạ nói giấu ở nơi nào. Ánh mắt cô dưới ánh mặt trời càng trong veo hơn. Trương Ngọc Lỗi nhìn cô lại giống như đang nhìn thấy một người khác. Cô nói, tớ đã xem rồi, giá cả nơi trồng ở Hải Nam hôm nay vẫn là 7 tệ 2, còn giá cả của các nhà cung ứng ở thành phố Giang là 8 tệ 4. Giá cả tiêu thụ của Nhạc Nhã và Vĩnh Chính đều là vào khoảng 10 tệ. Dựa theo quy luật tiêu thụ mấy năm nay, kết hợp dự báo thời tiết, cuối tuần Hải Nam thực sự có thể đạt đến đỉnh điểm. Khi đó, giá cả sẽ rớt xuống dưới 5 tệ, còn giá cả của các nhà cung ứng ở thành phố Giang
ít nhất phải 3 ngày sau mới có thể điều chỉnh được. Tớ phải nắm bắt khoảng thời gian ngắn ngủi này, giá cả chênh lệch để mua giá về. Cô đáp, Vĩnh Chính, thậm chí tất cả các siêu thị khác trong thành phố Giang vẫn đang bán 10 tệ. Chỉ có siêu thị chúng tớ đột nhiên bán 5 tệ, giá cả thấp đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Cậu cảm thấy khách hàng sẽ có phản ứng gì? Bọn họ sẽ cảm thấy khó tin, rồi sau đó phát cuồng mua sạch. Tất cả giải ở những siêu thị khác sẽ không bán được. Chỉ cần tớ có thể làm thành công chuyện này, Nhạc Nhã sẽ lại nhận được sự chú ý của khách hàng, lật ngược tình thế. Hải Nam chạng vạng ẩm ướt mà oi bức. Hằng Hà ở trong một khách sạn giá rẻ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô thay một chiếc áo phông rộng rãi và quần đùi, nằm trên giường ngắm bầu trời màu chàm ngoài cửa sổ. Trương Ngọc Lỗi khăng khăng mời cô đến nhà ở, nhưng cô từ chối. Thứ nhất là ngại quấy rầy cậu ta. Thứ hai là cha cậu ta là người làm chủ trong nhà. Đến nhà cậu ta ở sau này không có lợi cho việc buôn bán. Hôm nay cô nhận được lời hứa hẹn của Trương Ngọc Lỗi. Dưới sự giúp đỡ của cậu ta cũng đã bàn bạc với một vườn giải gần đó. Chỉ cần ngày mai bàn bạc xong với hai nhà, cô có thể báo cáo toàn bộ kế hoạch cho quản lý bộ phận thị trường. Tuy cô không phải là nhân vật quan trọng, nhưng cô chắc chắn quản lý nhất định sẽ không coi thường kế hoạch này, nhất định sẽ báo cáo lên Mạnh Cương. Anh ta nhất định đồng ý, hơn nữa sẽ dốc hết toàn lực thúc đẩy chuyện này. Nhưng Mạnh Cương phái người đến Hải Nam đàm phán mua hàng, tất nhiên không thể nắm bắt kịp giá cả. Vì vậy, chỉ có thể dựa vào cô mà thôi, như vậy cô sẽ đạt được thứ gì đó. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ thuận lợi như trong tưởng tượng ư? Trong lòng cô hơi hốt hoảng. Đêm đó, sau khi suýt chút nữa bị Mạnh Cương xâm phạm, trong lòng cô đã cất giấu sự dũng cảm. Sau khi suy nghĩ ra đối sách này, cô đã sử dụng hết phần dũng cảm này, liều lĩnh tiến về phía trước. Không thèm suy nghĩ trước sau sẽ có bao nhiêu khó khăn, gian nan. Cũng không nghĩ mình là một nhân vật nhỏ bé, thấp kém cỡ nào. Bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải thành công với chuyện này. Nhân sinh của người khác là nhân sinh, dục vọng của người khác là dục vọng. Vậy chẳng lẽ của cô thì không phải sao? Chẳng qua, Hằng Hà không hề biết cũng có một người đến từ thành phố Giang ở trong khách sạn này. Hoàng hôn bao phủ ngoài cửa sổ, mặt trời từ từ lặn, chỉ để lại một chút ánh sáng còn sót lại. Bầu trời dần tối, Lâm Mặc Thần đứng ở trong phòng, trong lòng hơi khó chịu. Anh chưa từng ở khách sạn nào sơ sài như vậy. Ra giường giải cô tông, hai tấm rèm cửa sổ cũng vậy, nhìn kỹ trên sàn nhà sẽ phát hiện còn vết bẩn. Anh liếc nhìn xung quanh, cảm thấy hơi ghê tởm, nhưng không có cách nào hết. Cô nàng kia ở nơi này. Đối với hành động anh ta đột nhiên bỏ chuyện ở Vĩnh Chính bay tới Hải Nam, Trình Di Di tỏ ra không hiểu gì hết, nói trong điện thoại. Jackson, anh làm việc luôn thận trọng đáng tin, nhưng lần này lại đột nhiên bỏ lại chuyện em nhờ giả, em thật sự không thể hiểu nổi. Lâm Mặc Thần đáp, anh có thể phán đoán được chuyện gì đối với anh là quan trọng. Kế hoạch kinh doanh tiếp theo của Vĩnh Chính anh đã sắp xếp xong, cho dù anh không ở đó, nó vẫn sẽ tiếp tục hoạt động. Nếu em không thể hiểu, thì đó là chuyện của em. Nói xong, cúp điện thoại. Hiện tại đối với anh ta quan trọng nhất là Mộc Hàng Hạ. Nghĩ vậy, khóe miệng lãnh đạm của Mặc Thần hơi nhếch lên. Người ở trong thương trường chỉ cần dựa vào đầu óc ư? Không, nhiều lúc là phải dựa vào trực giác. Ngày đó nghe thấy Hằng Hà nói chuyện với Hà Tĩnh, cô nhắc tới cung cầu thị trường, số liệu, cơ hội. Lâm Mặc Thần mơ hồ cảm thấy không ổn, rồi lại nghe thấy cô nói phải đào được một lỗ hổng trong dòng dây của Vĩnh Chính. Đây đúng là chuyện anh ta không hề hy vọng xuất hiện. Vì vậy, anh ta làm sao có thể mặc kệ cho mối họa này tiếp tục phát triển dưới mắt mình? Người càng nhỏ bé, càng làm chuyện khiến người ta không tưởng tượng nổi. Vì vậy, anh theo đến đây, theo suốt một ngày, cũng đại khái đoán được cô nàng này muốn làm gì. Tầng một khách sạn còn có một cái sân nhỏ, mấy cái cây cũng coi như yên tĩnh. Lúc này trời đã tối. Anh đứng một lát ở cửa sổ, nhìn thấy ở cửa phòng đối diện với sân mở ra. Hằng Hà bước ra ngoài. Anh xoay người, đứng sau rèm, chăm chú nhìn cô. Hình như cô hơi xuất thần, đi một vòng trong sân, tay không an phận gãy mấy lá cây qua cỏ. Thoạt nhìn, tâm tình không yên ả.
Cuối cùng, cô ngồi xuống một cái ghế đá không hoàn chỉnh, quay lưng về phía cửa sổ của Lâm Mặc Thần, cách vô cùng gần. Anh ta thậm chí có thể nhìn thấy làn da phía sau tai cô, trắng nõn, nhẵn nhụi, hơi lờ mờ dưới ngọn đèn vàng trong sân. Đứng đã lâu ở trong căn phòng đơn sơ này, trong lòng Lâm Mặc Thần bỗng nhiên cảm thấy hơi nôn nóng, nhưng anh vẫn im lặng chăm chú nhìn cô bất động. Cô ngồi một lát, tháo vòng cổ xuống, đặt trong lòng bàn tay. Lâm Mặc Thần nhìn thấy đó là một mặt Phật ngọc nhỏ được sâu vào sợi tơ hồng. Cô từ từ nhắm mắt, hai tay tạo thành hình chữ thập, khẽ nói: "Mẹ, mẹ nhất định phải phù hộ con. Đây là cơ hội duy nhất để con xoay người, phù hộ con thuận lợi không xảy ra sai lầm gì. Phù hộ con được lập công này, như vậy cho dù con ở lại hay rời khỏi Nhạc Nhã cũng sẽ có người để mắt tới con. Con không muốn làm nhân viên bán hàng nữa, không muốn bị người ta khinh thường sỉ nhục. Con muốn hướng lên trên, đi đến nơi đời này con có thể đi." Sau khi nói xong, cô buông tay như là muốn thả lỏng, thở sâu, trở về phòng, đóng cửa lại. Trong sân bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, ánh trăng trên mặt đất trông như nước, trên mái hiên tòa nhà mơ hồ tích tụ tầng mây đang sẫm. Lâm Mặc Thần bỗng nhiên nhếch khóe môi, nở nụ cười. Chương 18. Hai ngày sau, Hằng Hà nhận được điện thoại của Mạnh Cương vào đêm khuya. Anh ta nói: "Mộc Hằng Hà, cả tối nay tôi đã nghe xong quản lý của cô báo cáo rồi, đồng ý cho cô trực tiếp mua giải ở Hải Nam mang về." "Vâng." "Quản lý sẽ trao đổi cụ thể với cô." "Vâng." Điện thoại yên tĩnh một lát, hai người dường như không có lời nào để nói. Hằng Hà ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, tựa như hồ sâu không thấy đáy, còn mấy tiếng nữa mới sáng. Mạnh Cương nói: "Cô luôn khiến tôi bất ngờ." Cô bỗng nhiên im lặng nở nụ cười, nói: "Mạnh Tổng, nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép cúp máy trước." "Chờ một chút." Trong đêm khuya, giọng nói của anh ta hơi khàn. "Xong chuyện này, cô quay lại bên cạnh tôi." Trong lòng Hằng Hà khẽ rung lên, giống như bị người ta giéo một cái, giọng nói của cô mang theo ý cười. "Mạnh Tổng, tôi không hiểu rõ ý của anh, tôi ở bên cạnh anh khi nào chứ?" Tuy nhiên Mạnh Cương không hề hoảng hốt. Qua điện thoại, Hằng Hà có thể tưởng tượng ra dáng vẻ trầm ổn lão luyện của anh ta. Anh đáp: "Mộc Hằng Hà, cô nhóc này, hôm nay cô có thể đi được nước cờ này thì tôi đã biết cô không coi chuyện ngày hôm đó trở thành bế tắc. Nếu cô bỏ qua chuyện cũ, tôi cũng không thể không khoan dung cho cô. Dựa vào bằng cấp và gia cảnh quá thấp của cô, làm 3 năm ở Nhạc Nhã mới được chức vị như hiện tại, chẳng lẽ cô muốn từ bỏ sao? Cô nghĩ rằng tôi thực sự đuổi cô đến nơi cô không có một chỗ nào để dựa vào sao? Sau khi trở về, tiếp tục làm việc ở bộ phận thị trường. Lần công lao này, tôi sẽ thăng chức tăng tiền lương cho cô. Về phần chuyện giữa hai chúng ta, cô không muốn, tôi sẽ không bao giờ đề cập đến nữa. Như vậy còn chưa được sao?" Hằng Hà im lặng một lúc lâu mới cười đáp: "Mạnh Tổng, cảm ơn sự khoan hồng độ lượng của anh." Giọng nói của cô khó mà phân biệt được là thật lòng hay chăm chọc. Mạnh Cương im lặng. Sau đó Hằng Hà cúp điện thoại. Tuy cuộc điện thoại này của Mạnh Cương khiến cho cô khó chịu, đến tận sau đó cũng không thể ngủ ngon giấc. Nhưng sáng sớm hôm sau, cô vẫn lập tức đi tìm Trương Ngọc Lỗi, ấn định hợp tác cuối cùng. Ánh mặt trời rực rỡ mọc lên từ chân trời, lại là một ngày mới nắng ráo. Hằng Hà bận rộn suốt đến trưa, cuối cùng đã ký xong thỏa thuận với mấy vườn trồng trọt. Trong đó, mua hàng hóa ở nhà Trương Ngọc Lỗi là nhiều nhất, ước chừng 5 xe tải. Giao hẹn chạng vạng hôm nay nhất trí vận chuyển đến thành phố Giang. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ còn chuyển về nhà nữa thôi. Buổi chiều Trương Ngọc Lỗi lái xe tiễn Mộc Hằng Hà ra ga. Cô vẫn chỉ đeo một chiếc ba lô, nhẹ nhàng, thoải mái. Có lẽ việc lớn sắp thành nên chân mày khóe mắt cô có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Trương Ngọc Lỗi nhìn làn da mấy ngày nay của cô bị ánh mặt trời làm đen đi, hơi đau lòng dặn dò: "Lớp trưởng, đi đường cẩn thận, phải mua đồ ăn, đừng có tiếc tiền, lên xe nhớ mua cơm hộp ăn đấy." Mộc Hằng Hà không quá để ý, vỗ vào ba lô.
bên trong còn có bánh mì mà. Trương Ngọc Lỗi nhíu mày. Làm sao mà đủ chứ, phải ngồi xe hơn 20 tiếng đấy. Nghe lời tớ, đừng bạc đãi bản thân. Nói tới đây lại cười. Không phải cậu nói hoàn thành chuyện này, cậu sẽ xoay người, sau này có lẽ là không thiếu tiền nữa mà. Mộc Hàng Hạ cũng cười, chắp tay với cậu ta. Nhận ý tốt của cậu. Xung quanh người đến người đi chen chúc lộn xộn, trong lo bắt đầu phát tin kiểm tra vé tàu cô ngồi. Ánh mắt Trương Ngọc Lỗi ấm áp nhìn cô. Đi đi lớp trưởng cũ của tớ, thuận buồm xuôi gió nhé. Cô im lặng, nghiêm túc cầm tay cậu ta. Ngọc Lỗi, cậu vẫn là người tốt trượng nghĩa, trong lòng tớ sẽ ghi nhớ. Cảm ơn chuyện lần này, cậu nhất định phải giúp tớ giám sát chặt chẽ việc vận chuyển hàng hóa. Xin đừng để xảy ra chút sai lầm nào. Tớ thật sự chỉ có một lần này thôi. Trong lòng Ngọc Lỗi vô cùng xúc động, gật đầu đáp. Cậu yên tâm, 6 giờ tối hôm nay, tất cả giải nhất định sẽ được chuyển lên xe đúng hạn. Tớ lấy danh dự bảo đảm với cậu, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Các bạn vừa nghe xong tập 5 Mạc Phụ Hàng Hạ. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.